bạn đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Sự điêu đứng của một anh chàng điển trai. Anh có thể hẹn em và nấu cho em ăn một bữa cũng được. Trước năm bông hồng xinh xắn ngọt ngào. Như là em còn con nít lắm, kiểu như tình yêu hoa phượng. Em hay lộn mèo trước mặt bạn đó. Mình có thể vừa nói chuyện vừa lộn mèo luôn nếu đẹp muốn. Và cả những bất ngờ đang chờ đợi. Lúc anh bước ra đây em đã biết họ anh tham gia. Bình thường em có nhây không? Em đang giả thùy mị đó. À trời ơi. Đón xem tập 8 Tần Số Tình Yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 23 tháng 4 trên kênh HTV7.